Alo, chào tất cả các bạn nhé. Thì đây là cuộc sống của anh em ở trong rừng vì nghiện những hoa lan quý thôi. Đã phải ở trong rừng. Đây là chuẩn bị lều để ngủ tối nay qua đêm. Các bạn thấy không? Nghề đi kiếm lan bữa nay rất là khổ cực. Phải ở lại trong rừng mà không có cây nào hết. Kìa, anh kia đang cắt cỏ để làm ấm cho, làm chuồng, chuồng ngủ tới này. Và đây là những giọt nước cuối cùng ở trên những rừng rậm. Tất cả suối ao hết rồi, nhưng may mắn ở chỗ này là vẫn còn chút nước. Rừng hoang vu. Dạ đây là mơ với nhôn gì bít to to mưa đắc bầu cái nệ gì xa lệ mơ khôi nằm nó bơ bơ mơ khôi nằm rỡ sẽ nhạc sẽ bầu phù về gồ ngay coi mình trông rỡ dần rỡ tiếp coi nhớ rỡ tiếp không bao rỡ những bên đi đậu bộp thôi đấy chứ là cái niềng mà coi mình nhạ để lạp ăn tao nằm nhạ một tôm bốp mà bên mình đặt trên một bọc nó phèl ngày chỉ có xị si mình cháy rừng hoang vu. Chỉ vì đam mê nên mới phải ở rừng ngủ ở dưới đất này. Các bạn thấy khổ của người mê lan chưa? Lan của nhà mình thì mình toàn tự đi lấy nha, nên ai mà mua của mình nhận đừng cứ nói hỏi là bảo là lan gì tháng mới hay là lan Thái hay lan Lào gì mình chả biết mấy cái lan đó hết. Đây mình tự đi lấy từ rừng hết. Đây phải ở lại qua đêm này. Đây chỗ ngủ của anh em nè. Ao tu cái ti. Khăn ta 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 nó khăn bar to ngang thôi, lấy ra pa. Nó phải play cái ti cái dúr yong gắc được mà gắc quá pa lên đi. Có. Lấy mình nó kim tắc 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 cái này nhìn có. Cái nhìn này sẽ có hình tầng tắc tắc. Bởi như ta hà la bọn Việt nó cái này ta kết mất em kết cái hồn này miệng nập đấy thung thung bờ đừng dễ dọa tôi thung thung nên khẩn bờ kết từ người nghe nghe cái miệng tóc tao từng nó nằm bờ lăng lòng nghĩ giọt này răng bột tòa tòa phần nằm là đi lấy rồi bà dọc đây chân gần lên nó mưa sư quá chặt mưa mày trọ sẽ ngồi dụng bôi nhất
vì thuê nhà mà tì về Huế là mà bật tôm lọ ẹo cho mình là lại hình địa con cái đó phang mình cái cái bây giờ mình thấy papa là nắp to lại gì gió nắp nó không phải hình giá nhì hà la bên quạt bên một ít và dục kia nhì từng thấy ít sạc sạc nó bù bắt đó. Ai ăn mắm không? Mắm cá cơm xay Khánh Hải. Chỉ dùng thêm thêm thơm là thầy tắt thêm chi kì. Hoặc chanh, ớt, tỏi. Thành phần cá cơm muối tinh khiết, đường là bên loại cho đây. Địa chỉ lô 106 chợ Hàn Đà Nẵng. Lưu ý mắm Khánh Hải có nắp màu xanh, có chữ Khánh Hải trên nắp mới là hàng thật. Đây là hàng thật này, có chữ này. Với coi giá 25. Trời đã sáng rồi. Bây giờ là một buổi sáng. Anh trai đang nấu cơm. Một nó coi cho tìm bula nó có lấy hiếm hiếm. Bọn yên rồi bọn kia tớ làm. Xin một nữa à? Club lên à? Club bạn bè xin nào em? Nó xin nhận để lo cần chỗ. Đúng bà tớ làm. Đây là một buổi sáng. Và đây là thành quả của ngày hôm qua đi hôm qua thì có được từng này thôi, do lan bữa nay thì rất là cạn kiệt rồi. Thì bây giờ là buổi sáng, thì bây giờ anh em đang nấu cơm và chuẩn bị đi hôm nay nữa. Lan thì bữa nay thì toàn mấy cây nhỏ thôi, rất là khó rồi. Ở đây là ông cậu nó đang chặt có cây nhãn tháng 8. Thằng chi là một nờ. Và nắm mọi thằng tay phạc nòi á. Thằng xác nó đất ra. Phạc nó. Mà anh nhận bật đó nó hay đó khi dựa linh hào mình. Rồi anh quả nó. Mà nhìn mình sân cái quả nó hay cho bật đất nắm nó. Mà tế bác gái nó kì nhìn mọi đây ra. Vậy anh bố mình nơm bọc nhìn dù rồi hồi bởi là bác kệ. Không có hò. Giờ hào đi thương. Hả? Nhìn con bác hả rãi bố hả? Hả? Hai lần leo lên á. Trước mình chắc rồi, đây mình chắc lần thứ hai. Lần thứ hai và lần thứ ba. Chặt lưng thứ hai xong chặt lưng thứ ba một con co thì phật lại đi là nãy giờ chỗ mã lưng lại đấy cha thì là vẫn lệ khẩn mà lì đi lì hay là chỗ từ chỗ ta mã lưng quả từ gỡ mềm bây giờ đang chặt chặt có được hay là không. ngày chị đưa đàn bà đàn ông ngày quốc tế đàn ông. Hôm nay là ngày quốc tế đàn ông.
không có phụ nữ mà lần rồi hả dự tính đắt chứ lỡ gì đi chẳng ạ à. Đây là những cái kỳ của nhãn tháng 8 à. Mới có từ đây không biết thằng mấy năm nữa mới lên được. Ở đây cây mẹ của nó này, lớn hơn tí. Năm vừa rồi ra một vòi hoa rồi nhá. Bây giờ trên đây nó khô hết, không có cái gì hết. Không có nước. Lạc đồ nhau, vậy nhiên của tim hôm mình cường nhau, ước khăn, tội trăng. Sau một cuộc tranh đấu. Sông nào của tim hả? Trời ơi. Bò nào lấy cao ồ. Tìm lưng tức. Chắc là nó hay sự bố mình vào xem lại gì. Chỉ khu vực nâu là vào chạy kia nào. Đấy là những cây ki cuối cùng này. Cây ki của nhạn. Các bạn thấy nhé. Chứ đừng nói ai cứ hỏi là có cây khủng hay 10 cặp lá. Ngay cả 1, 2 cặp lá cũng khó. Đây chỉ còn những cây nhỏ nhỏ xíu thôi. Nuôi thì chắc cũng phải lâu mới có được cây to. Bên này trong rừng thì hết rồi, người ta chặt hết cây rồi. Rễ này. Đây nhặn này. Mũ ủnh Bresa sát mà kì lạ lượt nó ngon trinh quay lần này xin phân cái gì mà giúp dây quần thông minh thông minh quần thông tây. Minh hơn học sinh lớp 5 hơn học sinh lớp mau giao nhưng mà dây này dây bảo hành. Bạn nuôi chứ à? Bạn nuôi à? Hay mình nuôi ti, nghe nó la, nghe nó ti, nghe mình nuôi dọc dẹ nó vừa là. Lè mưa qua sông rồi gặp tết chè bên gặp qua sông trên trên hay cọc băng cao. Lệ từ gỡ măng từ lưng rồi à? Nó cứ tìm mình kìa. Lũ em đi xưa hay bị là lê lê. Ừ hả? Bạn thấy bạn mình xưa à? Bạn mình xưa à? Bạn mình rồi. Mà chạy tới giờ nhỏ bố nóng cao. Ý dọa tới giờ. Bạn sẽ bọc bà hãy à? Bạn bọc bà hãy đi xa mẹ tìm. Đấy là cơ hội không hả? Mất. Ý dọa tay vô là. Tọ à?
tetek ha. Trapa. Elang kuat makan jung jung. Tenor no. Nak ayam ha. Teh. Oi, gua ada apa semua aku lang. Bạn mà xưa chờ brain brain bo hay nó mình nằm hay là mình nằm bia yết nhờ nó hè nà nà nó hay bật để bo bia brain hay là ta bạn mà xưa brain mẹ nó bận lơ bia brain mà hay bo hay bo bia nó nó lơ brain là brain chết sót chứ ta chỉ to to thôi là để tí hay.